Chào quý vị và các bạn, mình là thạc sĩ Michael Tâm Nguyễn. Hôm nay mình lại được nói chuyện với lại Quang Lê. Xin chào Quang Lê. Dạ rồi, xin chào anh, xin chào quý vị và các bạn. Đang đâu vậy? Đang ngồi trước nhà anh. Trước nhà có bỏ cái ghế hay cái dù ngồi cũng mát. Đây sắp mùa hè rồi, là đang ngồi ok. Ok, thấy có cái mấy cây đẹp quá đằng sau lưng kìa. Dạ, Cây cổ thụ á. Xung quanh đây là cây không anh, cây không một hàng cây luôn á. Dạ. Rồi ok, hôm nay mình có một số bạn khán giả hỏi như thế này. Họ hỏi là bây giờ thì họ rất là muốn đầu tư, nhưng mà cái việc quản lý tài chính của cá nhân của họ gặp vấn đề một tí xíu. Và họ nói là ví dụ lương tháng của họ được 5-7 triệu gì đó. Họ không biết cách xài sao mà họ nói chưa hết tháng mà đã hết tiền rồi. Có khi họ lại mượn ba, mượn mẹ, mượn anh, mượn chị họ xài nữa. Thì Quang Lê có ý kiến gì về cái vấn đề này? Dạ rồi, cái câu hỏi này và cái vấn đề này nó rất là hay và nó rất là quan trọng luôn nha cả nhà. Cái vấn đề này á, giống như mọi người hình dung được, giống như là trong một đội bóng vậy đó. Các bạn muốn tấn công người ta được là các bạn phải học cách phòng thủ. Rất là nhiều chiến thuật người ta phòng thủ là cách tấn công hay nhất. Cái đó là cũng rất là đúng trong những cái chiến thuật. Thì khi mà các bạn kiếm tiền á, thì để mà các bạn kiếm được tiền thì các bạn phải học cách xài tiền đó, học cách tiết kiệm tiền đã. Cái đó là cái bước đầu tiên. Tại vì nếu như mà bạn làm lương 10 triệu, 50 triệu, 100 triệu mà bạn không biết cách xài thì cái số tiền mà bạn giữ lại và bạn bắt làm việc cho mình nó cũng không còn bao nhiêu hết. Cho nên trước khi mà các bạn học cách kiếm tiền và học cách dùng tiền để ra tiền, học cách đầu tư, học cách kinh doanh đó, thì các bạn phải biết được cái này là học cách xài tiền. Đó. Thì khi mà ở cái thời đại công nghệ thông tin này á, thời đại 4.0 này á, khi mà các bạn mua đồ á, các bạn trả bằng thẻ tín dụng, các bạn dùng những cái app mà thanh toán, các bạn bị mất đi cái cảm giác về tiền. Khi mà các bạn mua một món đồ đó, các bạn cầm tiền ra, các bạn trả 1 triệu, 2 triệu, khi mà mình cầm cái tiền đó mình đưa á, là mình sẽ có một cái bước mình suy nghĩ lại nữa. Còn bây giờ á, nào là Momo nè, Yellow Pay nè, Apple Pay nè, Samsung Pay nè, là toàn là bằng thẻ tín dụng không mà. Bạn sẽ bị mất đi cái cảm giác về tiền. Cái đó là cái rất là quan trọng. Giống như khi mà các bạn đi quýnh bài cũng vậy đó. Quýnh bài người ta đâu có để bạn cầm tiền các bạn quýnh đâu. Khi mà các bạn quýnh bài với bạn bè với nhau mà các bạn cầm tiền đi thì cảm giác nó khác. Nhưng mà khi mà các bạn vô casino, các bạn đổi ra con chip, là khi mà các bạn quýnh các bạn không có cảm giác về tiền nữa. Các bạn có thể đặt một ván 100 đô, 1.000 đô, nó rất là đơn giản. Nhưng mà khi mà thua đi ra rồi đó, cái lúc đó mới là cái lúc mà hối hận. Cho nên thành ra bây thời buổi bây giờ thời buổi bây giờ là gần như mình bị mất cái cảm giác về đồng tiền. Mình không có còn feel được nó nữa. Tất cả là thẻ tín dụng, app hết. Thì cái vấn đề ở đây là mình không có nói cái tiện ích, sự tiện ích. Mình không có phủ nhận cái sự tiện ích của thẻ tín dụng, của những cái app. Nhưng mà bạn phải biết cách tận dụng nó. Giống như các bạn lên YouTube đi, các bạn search là thẻ tín dụng Mỹ của Quang Lê TV, là mình đã chia sẻ cách thức mà mình dùng thẻ tín dụng để mình tạo ra tiền nữa. Rồi mình dùng cái tiền đó mình còn đầu tư nữa. Cho nên thành ra cái đó gọi là cái bẫy tài chính. Nếu như những người nào mà người ta không có phân biệt được mà không tận dụng được nó thì rất là dễ bị sập bẫy tài chính của thẻ tín dụng. Và cái thẻ tín dụng á, một năm á, ở bên Mỹ là Canada này á, cái tiền lãi của nó là trên 20 mấy%. Đó, là rất là kinh khủng. Tại vì khi mà bạn xài đồ á, bạn cứ cà rồi, cuối tháng bill về bắt đầu mới bắt đầu lo trả, mà không đủ tiền trả thì bắt đầu trả minimum, rồi bắt đầu cái số tiền mà bạn dư ra là cứ trả lãi hoài à. Cái đó rất là nguy hiểm. Rồi bây giờ cái vấn đề giải quyết là làm sao để mình hạn chế được cái đó, làm sao để mình né được cái các lời cái sử dụng tí xíu. Cái thẻ tín dụng á các bạn, nó giống như con dao hai lưỡi vậy đó. Lúc nào nó cũng có phần mặt tốt và mặt xấu á, các bạn nên nhớ. Tại ngân hàng nó đưa ra cho bạn á, nó muốn có lợi thì nó mới đưa cho bạn. Bạn xài tiền trước, bạn không có tiền bạn xài được tiền trước và bạn phải trả lại cho nó. Nhưng mà cái này có mình nói nó có cái lợi và có hại, và có giống như con dao hai lưỡi á. Quang Lê sử dụng theo mình biết á, Quang Lê sử dụng cái thẻ tín dụng này để xài tiền của người ta, để mà mua hàng từ bên Mỹ đem về Việt Nam, rồi xong lấy tiền ở đó rồi trả ngược lại cho cái thẻ tín dụng đó trong vòng 30 mấy ngày, ở bên Úc này được 55 ngày. Thì cái đó là Quang Lê có lấy cái mặt lợi của thẻ tín dụng, Quang Lê sử dụng cái đòn bẩy tài chính đó rất là tốt. Còn các bạn khác á, các bạn mua, các bạn xài cá nhân của mình thì cái này là nó hại đó các bạn. Nó thì tùy theo các bạn thôi, các bạn hãy tìm cách nào đó, học cách nào đó sẽ sử dụng cho nó tốt thì để bạn lợi dụng cái đòn bẩy đó, chứ bạn đừng có nên
thấy người ta đưa ra như vậy thấy thích quá rồi cứ cài 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 cho đã rồi cuối tháng. Nhưng mà đa phần trên 90 mấy% là tất cả những người dùng là bị sập bẫy tài chính hết. Tại vì những cái hệ thống mà ở bên nước ngoài tân tiến như thế này, bây giờ Việt Nam cũng đâu có thể ứng dụng nữa anh Tâm à. Người ta cho thể ứng dụng theo cái mức lương đó, y như bây giờ Việt Nam cũng đã có những cái điều đó rồi. Thì đa phần cái này là cái bẫy của ngân hàng, mọi người phải lưu ý. Những người mà người ta đầu tư kinh doanh đó, người ta nhìn được cái điều đó. Vấn đề là nhìn được là một chuyện, mà có né được hay không là chuyện khác. Ít nhất là bạn phải nhìn được thì bạn mới né được chứ. Bây giờ bạn chưa nhìn được thì rất khó là bạn né đó. Cái hệ thống của thẻ tín dụng, cái hệ thống của mua nhà trả góp, mua điện thoại trả góp, bây giờ ở Việt Nam cái gì cũng trả góp được anh Tâm. Mua nhà, mua xe, mua cái gì cũng trả góp được. Cái đó là một cái bẫy tín dụng à. Có nhiều bạn khi mà em hỏi là em làm cái những clip thẻ tín dụng mà được cashback á, thì cũng có vài bạn vẫn thắc mắc hỏi là cái cashback, tại sao mà cái thẻ tín dụng họ cho mình cashback. Đơn giản hơn ở nhà, tại vì đa phần 90 mấy% người dân họ xài á, họ bị sập bẫy tài chính đúng không ạ, họ sẽ trả lãi 2 mấy% một năm đó không à. Cứ cái gì không à, rất là nhiều người ở bên nước ngoài này họ bị sập bẫy tài chính và đôi khi họ phải khai bankruptcy luôn á, họ phải khai phá sản luôn, họ không có trả nổi những cái thẻ tín dụng đó luôn á, có những trường hợp đó à. Và để sẽ có những clip chuyên sâu mình sẽ chia sẻ các bạn cách thức mà tận dụng thẻ tín dụng và tận dụng nó để lấy ra tiền ra để mà làm ăn luôn. Cái này nó rất là chuyên sâu. Thì quay lại clip ngày hôm nay thì làm sao để mà mình né được, để mình xài tiền một cách thông minh, quản lý tài chính cá nhân một cách hiệu quả. Thì trước khi á, mà bạn mua một món đồ gì đó, các bạn hãy đặt cho mình hai câu hỏi như thế này. Cái câu hỏi đầu tiên á, là bạn thật sự có cần nó hay không, hay là bạn chỉ là muốn nó mà thôi. Cái muốn là xuất phát từ rất là khác nhau luôn. Thì trước khi mà bạn mua á, bạn nhớ đặt câu hỏi là bạn có thật sự cần hay không. Và để mà bạn giải quyết được cái vấn đề đó, thì trước khi bạn mua một món đồ gì mà nó khá lớn á, nó kiểu như là bạn lương 10 triệu mà bạn phải mua một món đồ 1-2 triệu như thế nào đó, như cái quần áo đi, bạn viết cái đồ đó xuống cái danh sách mà bạn muốn mua. Bạn cứ để đó 3-5-7 ngày gì đó, mỗi ngày bạn ngồi bạn coi lại, bạn đặt câu hỏi là bạn có thật sự bạn cần nó hay không. Đó rồi, đó là một cái câu hỏi đầu tiên. Cái câu hỏi thứ hai là bạn phải tự hỏi là cái món đồ đó nó có giúp cho bạn giàu lên hay không. Đó, một cách khác mà mình lan tâm hay nói là cái món đồ đó là tài sản hay là tiêu sản á. Nếu như bạn nói rằng tôi có nhiều tài sản rồi, tôi có nhiều thu nhập rồi, tôi có nhiều income mỗi tháng rồi, thì tôi phải tận hưởng cho tôi, thì ok. Nếu bạn xác nhận được điều đó, bạn nói là ok, cái món đồ này là tôi muốn nè, tôi muốn mà tôi không có cần, cái món đồ này nó không giúp tôi giàu nè, bạn mới trả lời được hai câu hỏi đó nha. Nhưng mà bạn nói rằng tại vì tôi có nhiều tài sản, tôi có nhiều thu nhập, tôi phải tận hưởng cuộc sống, thì ok. Còn nếu như bạn chưa đến mức độ mà tiền nhiều để làm gì thì bạn phải hỏi làm sao để được nhiều tiền. Thì hai cái câu hỏi này để mà khi bạn tiêu xài một món gì đó, bạn đặt cho mình đúng hai câu hỏi đó thôi là bạn sẽ hạn chế được cái sự tiêu sắm của mình rồi. Là trong tủ đồ của mình chỉ cần 10 cái áo hay là mình cần 100 cái áo, mình cần 3 đôi giày hay là mình cần 10 đôi giày. Đó là khi bạn đã hiện tại như cá nhân mình là mình đã đủ rồi nè, mình có xe, có nhà, có quần áo. Thì khi mà mình mua cái gì á, mình lúc nào cũng tự hỏi đó là mình có thật sự là mình cần món đồ đó hay không, và món đồ nó là tài sản hay tiêu sản. Đó, chỉ cần bạn đặt hai câu hỏi đó thôi là bạn sẽ tránh bị sập bẫy tài chính, mình khẳng định luôn. Nên trong clip này á, mình mới đặt tiêu đề là cách kiếm tiền mà ai cũng có thể làm được. Tại vì khi mà bạn tiết kiệm tiền là bạn đã kiếm tiền rồi, đúng không? Bạn có 10 triệu tài khoản, bạn không có xài 5 triệu thì có phải là bạn đã kiếm 5 triệu rồi không? Bạn muốn mua một món đồ đó, nhưng mà qua cái bước mà mình mới chia sẻ với cả nhà là bạn sẽ hạn chế lại, bạn không mua món đồ đó là bạn đã có 5 triệu rồi. Tại vì bạn không mất 5 triệu là bạn có 5 triệu. Giống như đơn giản thôi, khi mà bạn đi đầu tư, bạn mới vừa ra khởi nghiệp, bạn mở một công ty, bạn đầu tư một cái gì đó mà bạn quề vốn là bạn đã thành công rồi nha. Mình nói cái giai đoạn đầu thôi, bạn thành công cái điều gì? Bạn thành công là bạn học hỏi được kinh nghiệm. Từ cái kinh nghiệm đó bạn sẽ đầu tư những cái phần sau, nó sẽ tạo ra tiền hơn. Cho nên khi mà bạn mới khởi nghiệp, khi mà bạn mới đầu tư mà bạn quề vốn, nhưng mà bạn học hỏi được rất nhiều là kinh nghiệm, là bạn đã thành công rồi. Dạ rồi, thì đó là cái chia sẻ của em trong chủ đề ngày hôm nay. Rồi, cảm ơn Quang Lê. Mình muốn bổ sung thêm một tí xíu nữa các bạn. Thì ở trong cái app á, gọi là eBay á các bạn, nó có cái chức năng gọi là wish list á các bạn. Wish là mong ước các bạn. Là có nghĩa là các bạn, ví dụ Amazon cũng bị anh. Amazon cũng có cái đó. Ví dụ như bạn mua cái đồng hồ hay là mua cái áo hay cái quần gì đi, thì nó ghi là bạn có thể mua liền. Mua liền ngay lập tức. Còn thôi cứ để vô phần wish list. Khi mà vô phần wish list á, thì bạn có thời gian để cho bạn chờ đợi, để bạn suy nghĩ, để cho bạn có thể suy nghĩ. Giống như thật sự, ví dụ như bây giờ mình đi,
Mình hiện tại á là mình có 5 đôi giày. Một đôi giày để đi công việc làm ăn, và hai đôi giày thể thao, và hai đôi giày để đi làm. Đó là như vậy đó các bạn. Không có thêm và cũng không có bớt, khi nào đôi giày nào hư thì mua thôi. Chứ bây giờ ví dụ như bạn muốn thì bạn mua 10 đôi cũng được, 20 đôi, 30 đôi, không ai nói gì hết. Nếu bạn có dư tiền mà mua. Nhưng mà giai đoạn mà đầu tiên á, các bạn khi bắt đầu các bạn khởi nghiệp á, thì cái tài chính cá nhân của bạn rất là quan trọng, và càng ngày nó càng càng quan trọng hơn nữa, chứ không phải là nó quan trọng chỉ có giai đoạn đầu, càng ngày nó càng quan trọng. Nhưng mà mình nói á, là cái giai đoạn đầu các bạn chưa kiếm ra nhiều tiền á, mà các bạn đã sử dụng gọi là tiền vung tay quá tráng rồi đó, là nghĩa là lúc nào nó cũng thành quá tráng luôn. Và khi mà bạn mà không có kiểm soát được cái tài chính cá nhân á, hiện tại ví dụ như bạn 5 triệu, là bạn mà xài hết 5 triệu là coi như hỏng. Có nhiều bạn mình biết là xài luôn 7 triệu luôn. Nếu mà bạn từ 5 triệu bạn lên 10 triệu, bạn thế nào bạn cũng xài hết 10 triệu à. Và bạn lên 20 triệu, bạn mình dám chắc một điều luôn là bạn sẽ đốt luôn 20 triệu luôn. Tại sao? Tại vì cái này là cái thói quen các bạn. Cái hành vi lâu ngày nó trở thành thói quen, mà thói quen kéo dài một thời gian nó sẽ thành tính cách con người của các bạn. Là có nghĩa là cái con người của bạn là thích xài tiền, không cần biết số tiền nó bao nhiêu á, không cần biết số tiền nó là của mình hay là của người khác gì, không cần biết, mình thích xài. Đó, cái đó là cái hành vi rồi tới thói quen các bạn. Hai cái này nó rất là nguy hiểm. Bạn hãy tập cho mình cái hành vi mình khi mà mình sử dụng cái đồng tiền đó, mình phải hỏi thật sự. Ví dụ như đi ra uống trà sữa đi. Thật sự cái trà sữa đó có thật sự là tốt không? Còn nếu nếu mà trà sữa đó một tuần bạn uống bao nhiêu ly, không lẽ ngày nào bạn cũng uống hết hả? Đó, bạn phải suy nghĩ kỹ lại, ngày nào bạn cũng uống hay sao? Mà trà sữa bên Úc này nó rất là mắc tiền các bạn. Trà sữa bên Úc này là giá trung bình của nó là 6 đô một một ly. Bạn thử nghĩ đi, 6 đô. Có người mình biết một ngày uống 2 ly là 12 đồng. Rồi xong rồi nhân lên cho 7 ngày nữa cũng khiếp đó các bạn. Các bạn nhân cái số tiền đó ra bạn thấy nó cũng khiếp lắm. Rồi nhân cho tháng nữa. Đó. Cứ sáng trước khi đi làm nó làm ly. Trước khi đi làm về xong làm thêm ly nữa đó các bạn. Cái số tiền bạn thấy nó nhỏ, cái đó nó gọi là compound effect á. Bạn thấy số tiền nó nhỏ, hoặc là một ngày bạn bỏ ra 3 4 đồng gì đó bạn uống một ly cà phê bạn thấy nó nhỏ. Nhưng bạn ơi, nhân cái số tiền nó lên đi cho năm, cho tháng trước rồi xong cho nhanh năm, khi Lại mà kép á. bạn cộng lãi kép đó các bạn, đó compound effect là lãi kép đó các bạn. Lại kép á. Mình không biết tiếng Việt, mình mới mới nhớ được chữ tiếng Việt này đó các bạn. Nó khủng khiếp lắm các bạn ban đầu các bạn không có tiền, các bạn nên tiết kiệm đi. Sau khi bạn có tiền rồi á thì bạn xài cũng ok, không đến nỗi mà cũng đừng có vung tay quá tráng. Nói chung là mình theo phương thức của mình đó, mình kiếm được 10 đồng mình xài một đồng thôi, còn 9 đồng kia mình làm mấy chuyện khác đó các bạn. Còn mình không biết Quang Lê thì có ý gì về cái vấn đề này. Rồi cái lãi kép là cái rất là quan trọng luôn. Bạn muốn giàu có, bạn muốn cái tiền bạn nhân lên là bạn giữ lãi kép. Thì trong một clip nào đó mình và anh Tâm sẽ phân tích sâu về cái chủ đề này. Cái chủ đề này nó rất là hay luôn. Thì quay lại chủ đề của ngày hôm nay, mình có hai ý muốn chia sẻ tiếp cho cả nhà. Và hồi nãy là mình nói về cá nhân, thì bây giờ mình nói về doanh nghiệp. Đa phần tất cả những người nào mà mới ra mở một cái tiệm nào đó, mở một cái nhà hàng, mở một tiệm cắt tóc, mở một, nói chung là khởi nghiệp, mở một cái gì đó, đa phần là đều muốn bỏ tiền ra đầu tư cho nó thiệt là đẹp, thiệt là lung linh. Cái điều đó là một cái điều hoàn toàn sai lầm nha cả nhà. Mình khẳng định cái điều đó luôn, tại vì mình đã từng mở shop quần áo, mình đã từng mở nhà hàng ở thành phố San Jose, California rồi. Và cái thời điểm đó mà khi mà mình mở nhà hàng á, là mình có đầu tư chung với một người bạn. Thì có vài người xung quanh á, họ nói mình là nên nên thời gian đầu á, là nên bỏ tiền ra trang trí cái nhà hàng đó cho đẹp đi, tại vì khi mà chạy rồi á là mình sẽ khó mà stop, mình dừng lại vài ngày để mình thiết kế lại này nọ. Nhưng mà người ta không có hiểu được rằng á, cái mà nhà hàng cần là cái gì, cái mà họ là họ muốn là hàng nhà hàng lung linh, họ muốn bỏ tiền vô thiết kế này nọ. Nhưng mà cái điều đó nó rất là ảnh hưởng. Nó như thế này, ví dụ như bạn đi cắt tóc, trước khi bạn làm một cái gì đó, bạn phải xác định cái thị trường của bạn là cái gì, bạn bán cái gì và cho ai, cho cái thành phần nào. Ví dụ như cái nhà hàng bạn, tiệm cắt tóc của bạn đi, bạn chỉ cắt tóc khoảng 10 đô là trung bình thôi, mà bạn trang trí lung linh quá thì người ta sẽ ngại vô, tại vì người ta sẽ nghĩ rằng tiệm nó sẽ là mắc đó. Mình khẳng định luôn, bạn cứ đặt trường hợp bạn là người khách hàng, bạn cứ đặt, bạn phải cố gắng bạn đặt trường hợp bạn là người khách hàng vô cái nhà hàng của mình, vô cái cửa hàng của mình, người ta nghĩ cái gì là bạn bạn sẽ biết được là cái cửa hàng, cái nhà hàng của mình cần cái gì. Ví dụ như bây giờ bạn mở ra một cái doanh nghiệp, bạn mua một cái dàn máy tính, một dàn máy tính đó nó chỉ cần 300 đô là nó đủ chạy Office, nó đủ chạy Word, Excel, hay là bạn phải cần cái máy tính thiệt là đẹp đến 500 đến 1.000 đô. Bạn phải đặt được câu hỏi khủng đó là cái 10 dàn ngàn máy đô tính luôn. đó, cái hình đó là bạn cần như thế nào, chứ không phải là bạn muốn như thế nào.
hai cái từ này nó rất nghe nó tưởng rất là đơn giản thôi nhưng mà nó rất là quan trọng. Và cái câu hỏi thứ hai là cái dàn máy tính đó nó có giúp bạn tạo ra tiền hay không, hay là bạn mua quá tay, quá cái sự mình cần, rồi cuối cùng là cái dàn máy tính đó nó là nằm vô tiêu sản với một cái công ty đó. Rồi đó là cái ý đầu tiên, cuối cùng mà mình sẽ ký cái hai ý này, cái ý cuối cùng nè. Bây giờ có rất là nhiều app mà người ta app đó nó sẽ quản lý được cái dòng tiền của mình, hoặc là bây giờ trong những cái ngân hàng á nó cũng sẽ có những cái app mà nó ghi là ồ tháng này mình đổ xăng bao nhiêu, tiền bảo hiểm bao nhiêu, tiền đi ăn nhà hàng bao nhiêu, nó chia cho mình đó một cái khung và mình sẽ tạo cái budget, cái là cái nhà hàng đó là một tháng này mình chỉ xác định là mình chỉ đang ngồi $150 thôi hay như thế đó. Bạn phải dùng những cái app đó và bạn phải ghi lại. Nếu như mà bạn không xài thẻ tín dụng, bạn xài tiền mặt hay như thế đó, bạn phải có cách thức quản lý được cái tài chính cá nhân của mình. Bạn ghi lại rằng ồ tháng này mình ăn đến $140 rồi, chỉ còn $10 thôi, bắt đầu bạn hạn chế lại như thế nào đó. Bạn làm lương 2.000 đúng không, bạn phải trích ra những phần để tận hưởng chứ, rồi những phần đó bạn tiết kiệm, những phần đầu tư và những phần đó bạn đi quan hệ ngoại giao nữa, thì bạn nên có một cái khoản tiền đó bạn phải ghi lại. Mà nếu như bạn không thích xài app thì bạn sẽ xài thủ công, bạn ghi lại. Mà cái điều đó nó hơi cực một xíu. Nói chung là bạn phải tìm cách rồi bạn quản lý được cái dòng tiền đó trong tháng đó mình xài bao nhiêu để mình phải dừng lại ngay lúc đó. Rồi khi nào mà cái tiền của bạn tăng lên rồi thì bạn sẽ gia tăng cái những cái khoản xài đó, nó tăng một chút xíu. Nói chung là bạn phải cố gắng bạn quản lý được cái dòng tiền của mình, thì trước khi mà bạn đi kiếm tiền bạn đã biết cách xài tiền rồi, thì khi mà bạn kiếm tiền được rồi là cái tiền của bạn nó sẽ giữ lại trong người bạn, và bạn biết cách dùng tiền để tiền là cái tiền nó cứ nhân lên hoài thôi. Dạ rồi, đó là ý kiến cuối cùng trong clip này mà mình và anh Tâm muốn chia sẻ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Cảm ơn anh Tâm. Rồi, cảm ơn Quang Lê nha. Xin kính chào quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau. Các bạn có câu hỏi gì thắc mắc, các bạn hãy để lại bên dưới phần comment để cho tụi mình có thể trả lời cho các bạn. Xin chào, rồi, hẹn gặp lại. Xin chào quý vị và các bạn. Rồi, chào anh. Rồi, chào Quang Lê nha.